tức trích đoạn Mãi Yêu Anh của tác giả Hoàng Ngọc, và trích đoạn này sẽ được thể hiện qua diễn xuất của Vũ Linh và Tài Linh. Trời ơi, mình không ngờ ngày nay Trần Duy thay đổi quá nhiều. Càng ngày anh ấy càng lao sâu vào tội lỗi. Duy ơi, nếu anh cứ tiếp tục sống kiếp giang hồ chiếm mương trăm thuế, đam mê bóng sắc, thì em linh cảm một ngày nào đó chúng mình sẽ phải xa nhau. Em một mình trở lại quê hương. Dù trọn một đời em vẫn vững vương, vẫn vương như thuở ban đầu. Hai đứa yêu nhau không đợi cao trầu, vì gia đình đôi bên cản ngăn, quyết không cho chúng ta thành duyên. Mình dắt chiều vượt qua khó khăn, để bên nhau phải trải bao sầu đau. Thế mà nay anh đã sơ mặt phụ giải tình em. Trần Duy ơi, anh có biết rằng em đang buồn khổ lắm không? Anh Duy, em nói chuyện với anh. Gì đây? Có phải cái điệp khúc ghen tuông muôn thuở nữa không? Như thế thì tốt nhất cô đừng có nói nữa. Tôi đã nghe đầy lỗ tai và chán đến tận cổ rồi. Không, em muốn nói chuyện hoàn toàn nghiêm túc. Nghiêm túc cỡ nào? Nói thử nghe coi. Dĩ nhiên em sẽ nói. Bởi lẽ chỉ một lần này nữa thôi, rồi sẽ không bao giờ em làm rầy rà gì anh nữa con đâu. Con cà, con kê, hoài muốn gì thì cứ nói thẳng thừng ra đi. Anh mê Tuyết Lan lắm phải không? Tôi nghĩ là không cần trả lời cô cũng thừa hiểu rồi. Nhưng rất tiếc lúc này câu hỏi đó không còn liên quan đến cô nữa. Bây giờ thì vậy, nhưng trước đây thì có. Ít ra mình cũng một thời gian cùng nhau chung sống trong kiếp cơ cực nghèo nàn. Vậy mà anh nỡ dội quên sao? Anh đã đổi thay đến mức em không ngờ. Bỏ cái chuyện ấy đi, cô đừng có nhắc đi nhắc lại. Quá khứ xa xôi, ôi nó đã qua rồi. Mình cần nên nói chuyện bây giờ. Giữa tôi và cô đây nè, không còn có ràng buộc gì đâu. Vậy là anh đã công khai quyết định từ bỏ em không một chút thương tình. Cô hiểu thế nào? Cái đó thì tùy cô. Có lẽ em cũng cần nên dứt khoát. Tuy nhiên em cũng còn chút dương mắt trong lòng. Chuyện gì? Cứ tự tiện nói ra đi. Tôi đang chờ nghe cô hãy con bài. Anh cũng nhớ năm xưa mình thề nguyện. Nhớ, nhưng mà nhắc đến để làm gì chứ? Em nghĩ đó là chút liên quan anh không thể chối từ. Nếu anh cần em sẽ xóa bỏ giùm cho. Đúng là một ý nghĩ tầm phào. Cô quên rằng chúng ta sắp bước qua thế kỷ thứ 21 rồi à? Tôi vì vui miệng mà thề thốt hứa hẹn. Giờ cô muốn làm gì thì làm. Tôi có thèm quan tâm đến chuyện đầu mối chót lưỡi ấy đâu. Đối với anh, đó là đầu mối chót lưỡi. Nhưng với em, đó lại là dấu ấn thiêng liêng mà cho đến phút cuối cuộc đời em cũng không bao giờ quên được. Chính nó là bước ngoặt quyết định sự xoay chuyển cuộc đời hai đứa. Chính nó đã gieo vào lòng em niềm tin để cùng anh đặt những bước chân đầu tiên nơi xứ lạ quê người. Tôi đành sau anh những cái đắng ngày nào, cái ngày tại một làng nhỏ ven bờ sông Hậu, anh sống cảnh đói nghèo tư cố vô thân. Vì thương anh nên em bị cha mẹ đuổi đi, không xa nhau được, mình cùng lìa quê bỏ xứ, nguyện bên nhau thủy chung vẹn giữa sương khổ buồn vui. Em thề chẳng thay lòng. Vô ích, vô ích. Sự khơi dậy quá khứ lúc này chẳng có tác dụng gì nữa cả. Mục đích của cô chỉ bấy nhiêu thôi phải không? Chưa hết đâu anh.
còn cái gì nữa? Nếu vẫn là những chuyện không đâu vào đâu như vậy, tốt nhất cô đừng có nói nữa. Cô nghe rõ không? Tốt nhất cô nín cái miệng đi, cô đừng có nói nữa. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Đêm từng đêm em trắng trở một mình. Không nói sao anh cũng thừa hiểu. Em yêu anh, yêu nhiều lắm. Chính vì vậy mà em không thể ở lại đây. Em không thể chịu đựng sự ruột rẫy của anh. Nhìn anh ôm một người con gái khác. Nhưng dù ở nơi thôi đi, cô cứ lo phận sự của cô đi, còn tôi thì tôi thừa sức để tự lo liệu cho mình rồi. Nếu anh không sống từ bỏ con đường sống không chân chính thì tương lai của anh sẽ vô cùng đen tối. Thôi đi cô ơi, cô đừng có lại nhảy bên tay tôi những giáo điều quen thuộc. Đã chọn kiếp sống giang hồ thì tôi còn sợ gì chuyện của ngày mai. Giữa cuộc đời còn cảnh mạnh được yêu thua, phải gan đồng giả sắc mấy cô đàn em tôn xưng ca tùng. Nhớ hôm nào tôi rời miền sóng hậu lên chốn này quân giá thuê, nhờ có được chút võ nghệ trong tay nên trở thành đại ca trong chốn giang hồ. Và cũng từ đó anh nhúng tay vào tội ác, sẵn sàng giết người vì được chút lợi riêng. Lợi à? Lợi có đem về nào phải riêng tôi hưởng. Cô muốn tiêu xài thì đừng có lên dòng thanh cao. Là vợ của anh, em không còn cách nào khác hơn. Nhưng thôi, giờ đây dầu em có nói gì đi nữa cũng không thức tỉnh được anh đâu. Tạm biệt Bảo Châu. Anh muốn nói gì với tôi? Nè, cầm lấy chút đỉnh đi, chi xài đi. Em cần tình yêu chứ không cần tiền bạc và sự thương hại của anh. Em sợ những đồng tiền này lắm rồi. Chính vì nó mà anh đã tự đánh mất mình. Cầm đi đừng có bướng bỉnh quá, nó sẽ cần thiết cho cô trong lúc này đó. Anh nghĩ về em như vậy là sai lầm rồi đó anh Duy à. Em xin nhắc lại một lần nữa, là em ghi ngợi những đồng tiền đầy máu và nước mắt của anh. Trước khi rời khỏi nơi đây, em xin được khuyên anh hãy sớm từ bỏ cuộc sống này đi, bởi nó sẽ mang lại cho anh những hậu quả không lấy gì tốt đẹp cho lắm. Chào anh. Anh chỉ được 10 phút để trò chuyện. Dạ, cảm ơn anh. Ngồi xuống đi anh, em đã biết tất cả rồi. Đồng bọn của bọn Thạch Cường phải đền tội, riêng anh Đức được ra về, còn anh sẽ được đi cải tạo. Vì vậy mà em đến thăm anh. Cảm ơn Bảo Châu. Trần Duy, con lời nào không anh, sao đắng cay cho bao dung tình em đến nay vẫn còn. Duy ơi xin hãy nghe lời em phân tỏ, đừng nói đi, chỉ gieo cho lòng anh đau. Lỡ lầm đã gây ngày qua, nói không nên lời, xót xa mắng tuôn lệ rơi. Nơi cần kề bên nhau, anh hãy nói tiếng yêu em như thuở hai ta còn trong mái lá đơn sơ mà mãi gần nhau. Ôi tiếng nàng như thuở nào, nghe ấm lòng.
nhau còn dương dân tình. Ta đã thề cùng nhau suốt đời không cách lìa dù cho cô nàng. Em muốn đời bên anh. Bảo Châu ơi, anh cứ ngỡ rằng ngày gặp lại nhau sẽ nghe em nguyện là một người chồng không dình câu chung thủy. Nhưng có ngờ đâu em vẫn như ngày xưa, với đôi mắt dễ thương, với nụ cười nhân hậu, với lời nói ngọt em nghe mát dịu tâm hồn. Ngồi gần nhau đây anh hổ thẹn, còn anh chỉ như nhược thầm. Nay hiểu ra quả tình em sâu đậm, biết nói gì đây cho hết ý cạn lời. Anh hãy nói rằng sau khi rời khỏi nơi đây, anh sẽ quay về với em, sẽ sống cuộc sống hoàn toàn khác với cuộc sống xưa nay chứ. Anh chị đã hết giờ rồi. Thôi em về, anh ráng giữ gìn sức khỏe. Anh hãy tin em và tin rằng một ngày sớm nhất anh sẽ về bên em. Vâng, anh tin em. Em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Tuần sau em sẽ vào với anh. Anh sẽ đến từng ngày để gặp lại em. Trần Duy, Bảo Châu, tạm biệt. Tình đó em nghe không?